Tổng hợp những câu nói hay nhất trong Tokyo War, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Tôi thà chấp nhận là người bị tổn thương, còn hơn phải làm tổn thương đến người khác. Đừng phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai trên đời này, thậm chí cái bóng cũng bỏ rơi chúng ta khi bước vào bóng đêm. Đôi khi những người làm việc xấu, nó không có nghĩa họ là người xấu, nó có nghĩa họ là con người. Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác, nên nhớ ác quỷ cũng từng là một thiên thần. Trên đời này, làm gì có thứ được gọi là định mệnh, nó chỉ đơn thuần là sự kết hợp của một tình huống này với một tình huống khác và ai là người tạo ra những tình huống đó. Tôi sinh ra không phải để làm hài lòng các người. Ngươi không nên chiến đấu khi chưa biết rõ đối thủ của ngươi là ai. Tại sao ta lại phải xin lỗi vì trở thành một con quái vật nhỉ? Có ai từng xin lỗi vì biến ta thành như vậy chưa? Thế giới chạy theo quyền lực, tất cả mọi thứ được quyết định bởi sức mạnh vượt trội, bạn yếu, đó là lý do tại sao bạn thất bại. Tất cả đau khổ trên thế giới được sinh ra từ sự bất lực của một cá nhân. Các sự kiện xảy ra trong thế giới này là một chuỗi liên tục những thứ tầm thường và trong vô số mảnh của câu chuyện đó luôn luôn có một mảnh dẫn đến sự thật. Nếu bạn viết một câu chuyện với tôi là nhân vật chính, chắc chắn nó sẽ là một bi kịch. Bạn chỉ cần một ý chí mạnh mẽ và một mục đích rõ ràng để tồn tại. Mọi sự bất công đều bắt nguồn từ sự nhu nhược của con người. Đừng bao giờ nghĩ một người hiền lành thì không thể trở nên gian xảo. Ác quỷ không được sinh ra mà là được tạo thành. Đừng trông cậy vào niềm vui để biết mình đang sống. Hãy nương nhờ nỗi buồn để biết rằng mình đang tồn tại. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé.